Bèn trở về Sauvathi. Trên đường đi về, vị tỳ kheo ấy gặp đám cháy rừng, nên đi lên ngọn đồi trọc để tránh lửa. Ngồi đó, vị ấy nhìn ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi cây cỏ nhỏ lớn. Khi lửa đi qua, vị tỳ kheo ấy ngẫm nghĩ, nếu ngang ngấm được ngọn lửa, tuệ quán ắt sẽ thiêu hủy mọi triền phược. Ngay khi ấy, Đức Phật ở tại Chetavana với thiên nhãn thấy biết vị tỳ kheo đang suy tư, chánh hướng. Ngài liền hiện ra trước mặt tỳ kheo ấy và sách tấn bằng bài kệ này: Appamana Darato Bhikkhu, tỳ kheo thích chuyên thần, vân vân. Khi Đức Phật nói dứt kệ ngôn, vị tỳ kheo ấy đắc quả A-la-hán với tuệ đạt thông, liền bay lên hư không, gieo mình đảnh lễ tán dương bậc đạo sư rồi ra đi. Chánh văn: Appamana Darato Bhikkhu Bama De Hayadat Siya Thiwa Sang Yo Chanan Anum Thu La Da Hang Ap Di Vagat Chati. Pháp cú 31. Thích văn: Appamana Darato, chủ cách số ít của thích từ, hợp thể Appamana Darata, Appamana cộng ra tá, vui trong sự không dễ vui, vui trong sự chuyên cần. Phích khú, chủ các số ít của danh từ nam tính phích khú, vị tỳ kheo, tỳ khu. Ma ma đề, định sở các số ít của danh từ nam tính, ma ma đá, trong sự dễ vui, trong sự giải đãi. Phayadassi, nguyên từ, Phayadassi, chủ các số ít của tính từ hợp thể Phayadassi, Phaya cộng Dassi, thấy sợ hãi. Qua liên từ hoặc là hay là. Sang vô chá năng, đó số ít của danh từ trung tính. Sang vô chá ná, sang vô thằng vô chá ná, dây trái buộc, thằng thúc, kiết sử, tiền phược. Anum, đối cách số ít của tính từ anú, phần nhỏ, vi tế. Thu năng, đối cách số ít của tính từ thu lá, phần lớn, phần thô, to béo. Đa hăng, đối cách số ít của hiện tại phân từ đa hành tá, đa há, nhà nát, nhà tá. Đang đốt cháy, đang thiêu hủy. Ách di, quá, hợp âm, ách di, y quá. Dạ con sai rồi, con xin đọc lại. Ách di quá, hợp âm, ách di cộng y quá. Ách di, chủ cách số ít của danh từ nam tính. Ách di, lửa, ngọn lửa, y quá, bất biến từ, ví dụ, thí dụ như. Gách chá tí, thì hiện tại ngôi ba số ít, gầm cộng A cộng tí, đi tới, đi đến, biết đến. Việt văn: Tỳ kheo vui chuyên cần, thấy sợ hãi buông lung, tiến tới như lửa rừng, thiêu kiết sự nhỏ lớn. Hấp cú 31. Chuyện văn: Ấp ba mà đa ra tờ, ba mà đề hòa, Phayadassi Phikhu Anum Thu Lăng Sành Nhờ Cha Năng Đa Hằng Gách Chá Tị Ách Ghi Y Quá. Vị tỷ kheo vui trong sự không dễ vui, hoặc thấy sợ hãi sự giải đãi, tiến tới thiêu đốt kiết sử nhỏ lớn, ví như lửa rừng. Lý giải: Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, Ngài giải pháp tùy theo căn cơ khuynh hướng của mỗi người. Khi thấy biết vị tỳ kheo nọ đang suy tư về sự tàn phá của lửa rừng, lửa cháy tan lan đến đâu thì thiêu rụi cây nhỏ lớn, cây cỏ nhỏ lớn đến ấy, Ngài xuất hiện để dạy tỳ kheo ấy lấy hình ảnh ngọn lửa rừng mà điển hình cho ngọn lửa tuệ minh sát, cho ngọn lửa tuệ minh sát thiêu hủy kiết sử lớn nhỏ. Kiết sử hai dây trái buộc, sanh vô cha na, sanh vô có hai loại. Kiết sử nhỏ, anum, sanh vô
Cha năng là năm hạ phần kiết sử. Ô râm pha duy gia sang vô cha năng, tức là thân kiến, hoài nghi, dục ái và phẫn nộ. Kiết sử lớn thu năng sang vô cha năng là năm thượng phần kiết sử. Úc thăng pha duy gia sang vô cha năng, tức là sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật và vô minh. Vị tỳ kheo thấy sợ hãi trong sự giải rãi vì biết rằng dễ vui là con đường dẫn đến tử sanh, là căn nguyên đưa vào khổ cảnh. Khi vị tỳ kheo chuyên cần không giải rãi trú niệm vững vàng thì tuệ quán bừng sáng như ngọn lửa rừng, có khả năng thiêu hủy tất cả kiết sử, đạt đến quả vị giải thoát. Dạ con kính bạch đại đức tuệ tri đọc luôn bài kệ 12. Dạ con tri ân sư. Phẩm không dễ vui, kệ số 12, dư sự. Bài kệ này được Đức Phật thuyết ở Chaitavana Sāvatthī do câu chuyện của tỳ kheo Nigamma-wa-siddhisā dần thành Sāvatthī. Có một thị trấn vùng ven, trong thị trấn ấy có một thiện nam tử Tích Xá, xuất gia theo Phật Pháp. Chư Tăng gọi vị ấy là Tích Xá thị trấn, Nigamma-wa-siddhisā, để khỏi nhầm lẫn với các vị trưởng lão trùng tên. Đại đức Gamma-wa-siddhisā ưa sống độc cư, là một vị tỳ kheo thiểu dục tri túc. Đại đức chỉ đi khất thực trong phạm vi thị trấn nơi sinh quán của mình thôi, chứ không đi đâu xa. Cho đến những cuộc lễ trai tăng trong thành Sāvatthī do các đại thí chủ như trưởng giả Anna Thaphin Đi Cá tổ chức, hoặc cuộc cúng dường vô song thí của đức vua Passe Nadi thực hiện, đại đức Tích Xá cũng không đến dự. Chư tỳ kheo thấy vắng mặt đại đức Tích Xá trong các cuộc trai tăng lớn như vậy mới bảo nhau rằng vị này chỉ thân cận với quyến thuộc, không đi đâu hết. Nghe chư tỳ kheo nói chuyện như vậy, Đức Phật cho gọi tỳ kheo Tích Xá ấy về Chaitavana và hỏi chuyện có thật thế không. Đại đức Tích Xá đáp: con không quyến luyến lân lai với quyến thuộc, con chỉ thích sống cư và giữ hạnh thiểu dục tri túc, hằng ngày khất thực quanh vùng, có chi ăn nấy để không bận tâm. Sau khi nghe đại đức Tích Xá trình bày, Đức Thế Tôn đã khen ngợi đại đức trước tăng chúng: lành thay, này chư tỳ kheo, vị tỳ kheo này sống hạnh thiểu dục tri túc, đã hành đúng theo truyền thống của Như Lai. Xưa kia khi còn là một vị Bồ Tát, ta cũng giữ hạnh thiểu dục như vậy. Rồi theo lời thỉnh cầu của chư Tăng, Đức Phật đã nhắc lại bổn sanh chim két chúa sống tri túc với những trái trên cây sung, không đi xa kiếm ăn, vân vân. Kết thúc bổn sanh chim két chúa, Đức Phật đã nói lên bài kệ pháp cú tán thán vị tỳ kheo chuyên cần sẽ chứng niết bàn. Vừa nghe xong bài kệ, đại đức Anigamma-wa-siddhisā chứng đắc A La Hán cùng với tuệ đạt thông. Những tỳ kheo khác cũng nhiều vị đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Chánh văn: Appamma Dharato Bhikkhu Mamma De Phayadassiwa. Apapbo Parihanaya Nibbanasse Vasantike. Thích văn: Apapbo chủ cách số ít nam tính của tính từ. Apapba Na cộng Papba không thể, không có khả năng, bất khả.
Parihana giá, chỉ định cách xúc ích của danh từ nữ tính. Parihana đến sự thối đọa, sự thối thất, sự lui sụp. Nibbanasse quá, hợp âm Nibbanassa ê quá. Nibbanassa đã thuộc cách xúc ích của danh từ trung tính Nibbana. Nibbàn, sự tịch diệt, ê quá, bất biến từ, từ đệm, từ nhấn mạnh. Santike, định sở cách xấu ích của tính từ Santika, ở gần, đến gần, gần kề. Việt văn, tỳ kheo vui chuyên cần, thấy sợ hãi buông lung, không thể có thối đọa, ắt cận kề niết bàn, ấp cú 32. Chuyển văn, ấp ba mà ta ra tờ ba mà đề hòa hay giá đắt si phít cứu ba ri hà na giá ấp hấp bờ nít ba na sa san tí kê y ê quá. Vị tỷ kheo vui trong sự không dễ vui hoặc thấy sợ hãi sự giải đãi, vị ấy không thể bị thối đọa, tất nhiên đối diện niết bàn. Lý giải, một lần nữa Đức Phật tán thán vị tỳ kheo vui trong sự không dễ vui và thấy sự sợ hãi trong giải đãi. Nhưng trong bài kệ này Đức Phật khẳng định kết quả của hạnh chuyên cần. Vị tỳ kheo vui hạnh không dễ vui, thấy sợ sự giải đãi, như vậy sẽ không thể bị thối đọa và chắc chắn đối diện với niết bàn. Không thể bị thối đọa, Abhabbo Padihanaya, nghĩa là vị chuyên cần không dễ vui sẽ không làm mất đi các pháp tu tập, chỉ và quán. Samadhipassana Thamme Padihanaya Abhabbo, hoặc không làm mất đi đạo quả sắp chứng đắc. Maggapalehiwa Parihana ya apapro, chắc chắn đối diện với niết bàn. Niết bàn na se quá santika, nghĩa là nhất định chứng ngộ phiền não. Niết bàn kile sabari niết bàn na sa santike i e quá, cũng như chứng ngộ vô thủ trước niết bàn. Anupada Parinibbanassa vi santike i e quá, ví như người ta luyện nội công thâm hậu thì việc ra những chiêu thức sẽ không khó khăn. Dứt phẩm thứ hai, phẩm không dễ vui, biên soạn Hòa Thượng Tệ Siêu. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh sáng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏa nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng cầu chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tề Siêu từ bi giảng dạy đại học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến Ngài. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật.
Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa Tây Quyền, cùng chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai bài cuối của phẩm thứ hai, phẩm Không Dễ Vui. Sở dĩ chúng tôi cho học hai bài vì trong hai bài này nữa, mình có hai câu đầu giống nhau, mà đã ra tổ khí khú và mà đi phải giải đất siêu hòa. Câu 31, câu 32 đều có thì khác nhau ở chỗ hai câu cuối của bài kệ. Câu 31 á, thì khi mà Đức Phật mở đầu bằng cái câu Appamada Arahato Bhikkhu Pammade Phayadassiwa và thuyết hai câu sau Sanyo Chánh Năng Adam Thu Lăng Đa Hằng Aki Qua Gai Chà Tí. Còn cái bài 32 đó thì Đức Phật Ngài mở đầu Appamada Arahato Bhikkhu Pammade Phayadassiwa. Sapu Parihanaya Nipanasse Vasantike. Nó chỉ khác nhau ở hai câu sau thôi. Mặc dù hai dư sự, nhưng mà ở đây về ý nghĩa thì chúng ta học liên tục như vậy đó, nó sẽ rút ngắn thời gian học của chúng ta, không có bị kéo dài. Bởi vì phải dạy làm sao phải cho kết thúc của cái kinh pháp cú trước khi chúng tôi chết. Chứ nếu mà học dài 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 đó, sợ nửa chừng rồi cái bỏ cuộc. Ở đây thưa quý vị, trong cái câu đầu tiên, trong cái bài kệ 31, thì nó nói về một vị tỳ kheo đi vào rừng hành thiền, vị tỳ kheo thấy cái cảnh cháy rừng, lên trên một ngọn đồi trống để tưới lửa. Vị tỳ kheo ấy nhìn cái ngọn lửa rừng nó cháy lan đến đâu thì nó thiêu rụi tất cả những cây cỏ lớn nhỏ. Bước chân vị tỳ kheo đó suy tư đến cái trí tuệ thiền quán, nếu mà công phu tu tập và khi đạt được cái tuệ quán
thì cái ngọn lửa trí tuệ đó nó sẽ có mạnh lực thiêu đốt các ký sử thù tế. Anh hùng thua là bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đang trú ngụ tại Hương Thất trong chùa Chitavana ở thành Sawatthi. Bóng thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn đã thấy biết được một vị tỳ kheo những cái tư tưởng suy tư về cảnh cháy rừng thiêu cây cỏ lớn nhỏ để giúp cho vị tỳ kheo này được mục đích cứu cánh. Đức Thế Tôn Ngài đã dùng thần thông như là Ngài đang đứng trước mặt vị tỳ kheo đó và Ngài đọc lên bài kệ lễ vị tỳ kheo đó là hãy tiếp tục thiền quán. Vị tỳ kheo có cái sự vui thích trong chuyên cần, thấy sợ hãi trong giải đãi, tiến tới như lửa rừng thiêu ký sử lớn nhỏ. Khi được Đức Thế Tôn Ngài xác nhận cái tư tưởng của vị tỳ kheo là đúng đắn, là chân chính, vị tỳ kheo ấy liền triển khai minh sát tuệ nhanh chóng và chứng quả A La Hán với tùy phân tích. Và trong vô chú giải có nói đến, thường thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài trong những trường hợp mà Ngài dùng thần thông, Ngài hiện đến trước một người tỳ kheo đó, thì cái thân tướng của Đức Thế Tôn đây gọi là kim thân, nó chỉ là thần thông. Nhưng mà khi vị tỳ kheo chứng đắc được đạo quả, vị tỳ kheo đó đã đảnh lễ kim thân Đức Phật và tán thán Đức Thế Tôn rồi ra đi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu những cái trường hợp mà nếu Đức Thế Tôn tự thân Ngài đi đến thì vị tỳ kheo sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Còn nếu Đức Thế Tôn ở tại Chitavana nhưng mà Ngài dùng thần thông là xuất hiện thì vị tỳ kheo đó đảnh lễ kim thân Phật. Sau này chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp xảy ra như thế, chúng ta đừng có ngạc nhiên. Đức Thế Tôn là một thầy của người mà
Ngài đã làm cái bổn phận của một bậc đầu sư đối với đệ tử. Cho nên trong một ngày năm Phật sự thường nhật là sáng sớm trước khi đi khất thực, thì Ngài đã quán xét chúng sanh hữu duyên cần tế độ, thì Ngài quán xét để Ngài đi đến, đi khất thực đến đó. Nhưng mà ngoài ra cái công việc đó, đó thì còn có những trường hợp khác là Đức Thế Tôn Ngài nghĩ đến một vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo sống ở rừng, ở núi, xem các vị tỳ kheo đó có cần cái sự hỗ trợ của Ngài về pháp đó, thì Đức Thế Tôn Ngài dùng thần thông Ngài xuất hiện kịp thời. Nếu về thần thông thì có đó là điều bất khả tư nghị, quý vị, chứ đừng có nói chi là thần thông của Đức Phật. Cho nên những cái trường hợp này, khi Đức Thế Tôn Ngài dùng thần thông Ngài xuất hiện trước mặt và Ngài thuyết pháp cho các vị tỳ kheo đó, thì vị tỳ kheo đó là hữu duyên. Bởi vì hữu duyên chứng được đạo quả thì Ngài mới có công để làm như vậy. Và thưa quý vị, trong cái bài kệ này, khi mà nói đến chữ Appamadarato Phikkhu là tỳ kheo vui chuyên cần, ở trong cái phẩm này dùng cái từ Appamada rất nhiều. Và trước đây chúng tôi cũng đã có giải thích cho quý vị nghe cái chữ Appamada. Đúng chữ thì chữ ní và chữ Pamada. Chữ Pamada là cái sự giải đãi cái sự dễ vui. Cái sự buông thả, Appamada có nghĩa là không giải đãi, không dễ vui, không buông thả. Được giải thích trong ba ý nghĩa chữ Appamada không dễ vui đó. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là chuyên cần, chuyên tâm, không có cái sự lười biếng, không có sự biếng nhác. Cái nghĩa thứ hai đó được giải thích là sở tiết thì tác là trú niệm, trú niệm có nghĩa là sắp có cái sự tỉnh hóa, nhận thức được những gì đang diễn ra, như là
nhớ biết hơi thở ra hơi thở vào, vân vân, hay là nhớ biết cái thân đang đứng, đang đi, đang nằm, đang ngồi, nhớ biết rõ như vậy, không có quên lãng, thì như vậy gọi là trú niệm. Và trong cái nghĩa thứ ba đó, thì cái sự không dễ vui ở đây tức là không có lơ là với cái phần sự thiện pháp, tức là không có xem thường thiện pháp và cũng không có xem thường ác pháp. Những ác bất thiện pháp nó sanh khởi dầu nhỏ cũng không xem thường được, cũng giống như khi một người mà họ biết chú ý sức khỏe đó, thì khi mà vừa hắt hơi hay là nó hơi có cái cảm giác khó ở trong người là người đó sẽ chú ý và phòng bệnh rồi, chứ không phải đợi đến lúc mình lên cơn sốt nằm dài đó mới bắt đầu nghĩ đến cái việc trị bệnh. Cũng như đối với thiện pháp vậy, dầu cho đó là thiện pháp nhỏ, nhưng một người muốn duy trì thiện pháp cho nó thuần thục thì dầu thiện pháp nhỏ cũng là, ví như một người họ muốn làm giàu thì cho dù làm việc gì sinh lợi 1 đồng 2 đồng họ cũng làm, bởi vì có những cái đồng tiền nhỏ thì mới có đồng tiền lớn được. Chứ còn cứ từ lá trượt chê thì cứ ngồi chờ cho đến khi có cái quê lợi nhiều thì mới nhận, mới lấy, thì trong trường hợp không thể làm được. Những người đi học nghề, chẳng hạn như nghề mộc, trước tiên thì anh ta phải học cái cách gọi là phơi gỗ. Thầy chưa có dạy nghề, tức là mắt người học trò cứ mỗi ngày đem gỗ ra phơi nắng. Mà phơi gỗ, thưa quý vị, cũng là cái kỹ thuật, đừng có xem đó là cái chuyện nhỏ. Anh ta phải biết phơi theo cái chiều hướng của ánh nắng, mà nó đi theo cái chiều nào thì phơi theo cái chiều đó, để cái thân cây phơi chiều đó như nó mới thẳng được. Hoặc là khi mà anh ta phơi đó thì phía bên nào mà nó chịu ánh nắng khoảng chừng 1 giờ đồng hồ thì anh ta phải chịu khó ra để anh ta đỡ ra cái bề bề khác đi vào cái hướng nắng của 1 giờ đồng hồ. Như vậy thì cây nó không có bị quên, nó không có bị mô lên.
Mà hễ người học trò nào mà đi vào học mà chưa chi cả là đã chán cái công việc đó, cho rằng công việc nhỏ không làm thì người đó không có giỏi được. Cho nên làm thiện pháp cũng vậy, trước hết thì chúng ta làm những cái việc như là đi vào chùa chúng ta quét lá cây, hay là lúc chúng ta lau bụi ở trên bàn bàn thờ Phật chẳng hạn, hay là chúng ta làm cái công quả quét dọn gì đó, sắp xếp phòng ốc gì đó, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó mà chúng ta làm được thì sau này cái chuyện lớn chúng ta, cái việc thiện lớn chúng ta làm được, như là thiền định vân vân. Cho nên ở đây sau này chúng ta sẽ học một câu Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy, chớ cái chê khinh cái điều ác nhỏ, cho rằng không kết quả, mà từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ tràn bình, cũng bị kẻ ngu nó bị cái hậu quả thấm được cái ác. Cái quả ác là do nó làm ác từng chút từng chút. Ngược lại, chớ cái chê khinh cái điều thiện nhỏ, cho rằng không kết quả, mà từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ tràn bình, cũng vậy người trí thấm nhuần phước báo do nhờ làm phước từng chút từng chút. Thì khi mà mình tu tập, mình không có khinh thường phiền não dù nhỏ, thì tôi mới bỏ được những cái ác pháp to lớn. Người mà hành thiền đó, mà xem cái chuyện mà ngủ gục, cái chuyện mà hôn trầm, cái chuyện mà phóng dật, cái đó là lẽ tự nhiên. Cứ như vậy đó thì lâu ngày nó trở thành cái thường cận cái duyên, là nó sẽ chướng ngại cho cái việc, cho cái việc hành thiền. Bởi vì cái đó ở bên ngoài thì ngủ chưa đủ giấc thì đương nhiên là phải ngồi ngủ gục rồi, nhưng mà nếu mà không có vượt qua cái cơn buồn ngủ đó thì hành thiền không có kết quả. Cho nên cái chuyện thiện nhỏ đó, cái chuyện ác nhỏ thì chúng ta đừng có xem thường, mà cái chuyện thiện nhỏ chúng ta cũng đừng xem thường. Thì khi một người sống như vậy đó, luôn luôn có cái sự thận trọng như thế, thì người này được gọi là Appamattha, là không dễ vui. Và với một cái vị xuất gia, một vị tỳ kheo đó, luôn luôn phải có cái sự hoan hỷ thích thú trong cái hạnh không dễ vui, và thiếu sợ hãi trong cái giải đãi. Ở đây chúng tôi không có dùng cái từ phóng dật, là bởi vì ở đây chúng vì chữ phóng dật rất có thể là bị hiểu nhầm với cái chữ ô thay chát là phóng dật, là trạo trạo cử. Phóng dật là trạo cử, là cái sự phóng tâm. Cho nên chúng tôi xài chữ Pamado có nghĩa là sự dị dung, cái sự giải đãi. Vị tỳ kheo thấy sợ hãi trong cái sự giải đãi, trong cái sự dư vui, có nghĩa là vị đó quán thấy rằng khi mà ta xuất gia và ta sống để ngày tháng trôi qua không làm được cái sự gì có lợi ích cho mình, lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho chúng sinh đó, kéo dài cái đời sống muôn lung như vậy đó, thì sau khi mệnh chung mình sẽ phải tái sanh vào những cảnh giới khổ đau. Cái vị tỳ kheo đó cảm thấy sợ hãi, nghĩa là không dám, không dám mê ăn, không dám mê ngủ,
mà phải tỉnh thức luôn luôn để học pháp, để hành pháp, hành thiền định. Thì như vậy nhờ vị đó có cái sự chuyên cần và biết sợ hãi trong cái sự dễ vui, cái sự giải đãi, cho nên vị này mới có cái trí tuệ như ngọn lửa rừng thiêu đốt mọi kiết sử lớn nhỏ. Chữ sang vô chánh năng đã viết theo hai cách, một là sang vô chánh năng cái phụ âm đích cái tác m chấm dưới, khi mà nó phối hợp với chữ giác chữ y dài, một là để nguyên thằng sang vô chánh năng, còn hai đó là do cái lực hợp âm, thì hai cái phụ âm ăn bị giác, ăn bị giác gom lại đó thì nó là chỉ nhá nhá, anh nờ vô ngã trên là gọi chỉ nhá, và nó ghép đôi thì nhá, cho nên chúng ta đọc là sanh vô chánh năng hay là sanh vô chánh năng. Ở đấy khi mà để ý các vị MC đọc cái chỗ đó hơi cận lại, cho nên chúng tôi mới giải thích để chúng ta học thêm cái cách đọc Pali cái chỗ này một chút. Và ở đây thưa quý vị, chữ anum sân vô chánh năng tức là cái sự nhỏ đó, hay cái sự vi tế là chỉ cho năm thượng phật cái sự, còn thu lăng sân vô chánh năng là cái sự thô là chỉ cho năm cái hạ phần cái sự. Và ở trong cái bài học của chúng ta năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi thiếu với giới cấm thủ, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dù gái và sân. Khi nãy chúng tôi có kiểm tra bài là do chúng tôi viết ở trong cái bản thảo chúng tôi viết thiếu, cho nên bản đánh máy cũng thiếu ở chỗ đó, nó mới đủ năm chỗ vị thân kiến và nghi với cấm thủ rồi dục ái rồi sân, đó là năm cái thu lăng sanh vô chánh năng, và năm cái sự nhỏ, cái sự vi tế, cái sự tế anh sanh vô chánh năng là chỉ cho ái sắc, ái vô sắc, mạng phóng dật và vô minh. Nhưng chúng ta lại nói đến cái bài kệ thứ 32. Cái bài kệ thứ 32 ở đây chứ thì có một cái duyên sự là vị tỳ kheo tên gọi là Nigama và Sĩ Tích Sát. Vị tỳ kheo này cũng tên Tích Sát, nhưng mà ở trong thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo tên Tích Sát, vị Tích Sát chỉ là cái họ thôi thưa quý vị, chỉ muốn quan lên á cũng là cái họ, Phật Đà Chát cũng là cái họ, cho nên khi mà muốn gọi thì phải thêm một cái tên riêng mới đi cặp với cái họ, cái họ tộc.
vị tỳ kheo này thích sắn, nhưng mà vị đó không có đi xa mà sống ở quanh quẩn ở trong cái thị trấn ở gần quê nhà, cái thị trấn quê nhà gọi là Nigamas Wasit. Nigamas Wasit tức là dân ở trong trước nước cái nôm na đó, tức là sống tại quê hương, sống tại quê hương. Vị tỳ kheo này xuất gia rồi không có đi du phương từ xứ này qua xứ khác, mà chỉ sống quanh quẩn ở tại quê nhà thôi. Nhưng mà vị này cũng có cái sự tinh tấn nỗ lực lắm, giữ đúng theo cái phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Nhưng mà các vị tỳ kheo khác khi mà thấy vị tỳ kheo này không có đi ở chỗ này, không có đi chỗ kia, thậm chí ở tại những nơi mà đại thí chủ mà họ làm lễ cho tăng tỉnh, toàn bộ chư tăng ở trong vùng đó đi đến, vị tỳ kheo này cũng không có đến dự. Các vị tỳ kheo cho rằng vị tỳ kheo này quyến luyến quyến thuộc ở ở quê nhà cho nên không có đi xa. Thì khi mà các vị tỳ kheo trình bày với Đức Phật á, thì Đức Phật này cho gọi thì kheo đi cái mắt qua sự tích xác đến thì Đức Thế Tôn ngài hỏi có thật chăng, người chỉ sống quanh quẩn ở tại quê nhà mà không có đi đây đi đó, cũng không có tham dự các cái cuộc lễ tre tăng mà do những cái thí chủ họ mời thỉnh, thì đại đức Tế Xá này mới trình bày Đức Thế Tôn và đúng vậy, con chỉ sống ở một nơi quê nhà nhưng mà con không có quyến luyến lân la với quyến thuộc, con chỉ thích sống độc cư và giữ cái hạnh thiểu dục tri túc, hàng ngày đi khất thực quanh vùng có gì ăn ấy để không có bận tâm mà hành thiền. Vị tỳ kheo đó đã trả lời thật thật lòng như vậy. Mà quý vị biết rằng thời Đức Phật đó, trước mặt Đức Thế Tôn mà các vị tỳ kheo trình bày như thế đó thì chư tăng cần phải biết rõ là vị tỳ kheo này đang trình bày cái sự thật, bởi vì trước mặt Đức Thế Tôn các vị tỳ kheo không có nói dối được, không có nói dối. Thay là một vị đạo sư, là một vị chánh đẳng giác, một cái phước gọi là mật này lạ lắm thưa quý vị. Tức là vì trong từ quá khứ khi ngài gọi là vị Bồ Tát thì ngài tu hạnh ba la mật, cái hạnh chân thật ba la mật, cái khẩu nghiệp của ngài là không có nói dối. Vì vậy cho nên ngay trong hiện tại
Ngài có cái quy lực đặc biệt là những người mà đối diện trước mặt Ngài là họ không dám nói dối, họ, Ngài hỏi cái gì là phải trình bày cái sự thật đi. Cho nên khi vị tỳ kheo đó mà trình bày đó, thì Đức Thế Tôn Ngài đã tán thán, đã khen ngợi Đại Đức trước từng chúng: lành thay này chưa tỳ kheo, vị tỳ kheo này sống hạnh thủy dục tri túc, đã hành đúng theo cái truyền thống của Như Lai. Xưa kia khi còn là vị Bồ Tát, ta cũng giữ hạnh thủy dục tri túc như vậy. Rồi Ngài mới kể lại về chuyện con chim két sống tri túc với những trái cây trên cây sum ở tại đó, không có đi xa để kiếm ăn. Cái câu chuyện bổn sanh đó quý vị chắc cũng đã nghe rồi, khỏi kể nữa. Thì thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn Ngài phát thức bổn sanh chim két, Đức Phật đã nói lên bài kệ Phát Quốc số 32: Appamada arato phikkhu pamade phayadesiwa antapu parehanaya dipanasse ko santike. Thì trong cái bài kệ này, hai cái câu đầu Appamada arato phikkhu pamade phayadesiwa nó cũng có ý nghĩa trùng lập với cái câu Pháp Cú số 31 mà khi nãy chúng tôi đã trình bày rồi. Còn hai cái câu sau đó thì ở đây Đức Phật là muốn ám chỉ vị tỳ kheo như là tỳ kheo cái sáng này sống vui với cái hạnh chuyên cần. Và cái hạnh chuyên cần ở đây đó là nó bao gồm những cái thiện pháp khác, thưa quý vị, chẳng hạn như thiểu dục tri túc cũng được gọi là ngò đá. Vì tỳ kheo mà sống thiểu dục, sống tri túc cũng được gọi là appamada, không dễ vui. Và thấy sợ hãi trong cái sự giải đãi, trong cái sự buông lung, thì vị tỳ kheo đó là không có thối đọa. Chữ Apappo Parihanaya theo trong chú giải thích đó, thì nó có hai nghĩa: Samatha Vipassana Thammehi Parihanaya Appappo, tức là vị tỳ kheo mà sống chuyên cần giải đãi thì vị đó sẽ không có bị lưu sụp ở trong cái pháp tu tập chỉ và quán. Cái chữ Parihanaya nó còn có nghĩa là cái sự thối thất. Thối thất nghĩa là lưu sụp. Thì vị này không thể lưu sụp trong cái việc tu tập chuyển phần quán. Rồi trong một nghĩa nữa là mắt các pha lê hít qua Parihana giá pha cô, tức là không có làm mất tri đạo quả sắp chứng đắc. Hai nghĩa này thì quá rõ ràng ở trong đời sống tu tập của chúng ta,
những cái thiện pháp và chúng ta đánh mất do cái sự dễ vui, thì đó là cái sự thối thất. Những cái thành quả như là thiền định, đạo quả mà chúng ta không có tu tập dừng lại nửa chừng, cái đó gọi là đánh mất cái thành quả tu tập. Như vậy thì có hai cái sự đánh mất. Là mất cái pháp tu tập và mất cái thành quả tu tập. Mà một vị tỳ kheo vui trong cái sự không chỉ vui và thấy sợ hãi trong cái việc buông lung, thì vị tỳ kheo đó không thể đánh mất cái pháp tu tập, không thể đánh mất cái thành quả tu tập. Nó là tiền cơ tới sáng. Rồi cái câu cuối là Đức Phật Ngài kết luận là chắc chắn đối diện với Niết Bàn. Chỉ y quá trong trường hợp này nhấn mạnh Nibbanasi quá. Nibbanasa, Nibbanasa e quá san tu kê. Thì nó mới đến Niết Bàn ở đây đó. Thì trong chú giải có đề cập đến cái tỷ lệ sắc đến Nibbanasa Santike là chứng ngộ phiền não Niết Bàn, tức là đắc được đạo quả A La Hán, thì các phiền não nó được kết thúc và chứng ngộ vô thượng trước Niết Bàn, vô thủ trước Niết Bàn, Anupada Parinibbana. Và ở đây là chỉ cho trường hợp nước ngoài quả Niết Bàn thì viên thực không còn cái sự tái sanh ở kiếp sống mới, gọi là vô thủ trước Niết Bàn. Như vậy trong cái bài kệ thứ 32 này đó, là Đức Phật Ngài xác định rõ ràng là những bọn vị tỳ kheo mà có cái sự vui hạnh chuyên cần, không có dễ vui và sợ hãi trong cái sự giải đãi phóng dật buông lung, thì vị đó nhất định không có bị lưu sụp và chứng cái bộ Niết Bàn. Thì ở đây thưa quý vị, học qua những bài kệ pháp cú nó có cái ý nghĩa rốt ráo là việc chứng đạo quả A La Hán, chứng Niết Bàn, vân vân. Nhưng có những người khi mà họ phát cú, họ nói phát cú dễ hiểu mà chỉ là những cái câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy nghĩa thông thường thôi thưa quý vị. Tại vì người đó họ không cần thiết phải tu theo cái lời dạy đó,
và họ cũng cảm thấy không cần phải chứng được đạo quả. Cho nên học để thuộc lòng cái câu đó mà đọc chơi vậy thôi thì họ mới thấy là dễ. Chứ khi mà mình dịch, mình soạn và thuyết cũng như người học đó, thì chúng ta có thấy rằng mỗi câu phật cú như thế này cái giá trị vượt vượt khỏi cái mọi giới hạn, và chúng ta cảm thấy khó. Khó là khó thực hành, cũng khó thực hành theo đó. Như trong cái câu kệ số 71 đó, Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo mà chuyên cần không dễ vui, vị đó sẽ thành tựu được tuệ quán. Và chính cái tuệ quán đó nó thiêu đốt rụi những cái kiết sử lớn nhỏ, hạ phần cái sử, thượng phần cái sử, như là lửa rừng mà nó thiêu cây cỏ lớn nhỏ gì đó. Thì cái khó là ở chỗ hiểu văn tự thì chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta có nhen nhớ cái ngọn lửa đó hay không, và những thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái rồi sân ái sắc ưu sắc giả mạo không giờ vô minh, chúng ta có thiêu đốt bằng cái ngọn lửa tuệ quán không? Chúng ta phải tự đặt vấn đề. Thì như vậy rõ ràng cái câu này là Đức Phật cần thiết cho vị tỳ kheo ở trong cái duyên sự cho vị tỳ kheo đương sự nó nghe, chứ không phải là thuyết cho mình nghe. Tại vì chúng ta là người cái căn duyên còn mỏng quá, còn phải bổ túc ba la mật rất nhiều để cho đến lúc mà chúng ta nghe xong bài kệ đó mà chúng ta chứng quả la hán với về tuệ phân tích được, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết cái câu đó và chúng ta mới cảm nhận được rằng là Đức Thế Tôn ngài thuyết cho mình. Cũng như bài kệ thứ hai vậy, tôn giả Nityamakwasitisa vừa nghe Đức Phật ngài thuyết xong chấm dứt bài kệ đó, vị đó đã chứng quả là hán với tuệ phân tích rồi. Là tại vì vị đó đã thật sự sống cái hành thiểu dục tri túc, mặc dù sống ở, mặc dù vị đó cư ngụ ở tại quê nhà, nhưng mà vị đó không có quyến luyến thân bằng quyến thuộc. Vị đó giữ cái hạnh sa môn, hạnh tỳ kheo sáng đi khất thực chung quanh đó, rồi kiếm chút gì đó có vật thực để nuôi thân trong một ngày, rồi vị đó đi đến cái chỗ thanh vắng để mà thiền định. Thì cái vị mà chuyên cần không dễ vui như vậy, vị đó mới không bị thốt đọa, tức là không bị mất mát, không đến đi cái pháp tu tập. Vị đó không có đến mức đi cái thành quả tu tập mà sống đẹp đến tức là đạo quả, thì nhất định vị đó là chứng niết bàn. Khi mà được với tôn sắc chứng như vậy đó, thì Athimốt khác tức là thắng giải của vị tỳ kheo này đã xác tín được cái lời dạy của Đức Phật. Không có nghi ngờ gì trong cái việc mà
thực hành sang môn pháp đó. Thế là vị đã chứng được đạo quả. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng bây giờ ở trong bốn hạng người muốn hạ hàng giả đúng cái từ nhu, tức là vị hàng giả lược khai trí giả, là khi mà Đức Phật Ngài đeo lên một cái bài kệ, chấm dứt bài kệ thì vị đó chứng được đạo quả, nghe hiểu liền, chỉ cần nghe bài kệ xong là hiểu liền, chứng đạo quả liền. Còn cái hạng thứ hai đó, quý bậc chế tài nhu, tức là quản diễn trí giả, là Đức Phật Ngài phải giải thích, Ngài thí cho nghe một cái thời pháp, như Đức Phật Ngài dẫn các vị tỳ kheo đi đến cái bờ sông Hằng, trong cái trải ngang qua cái thành Kosambi, Ngài thấy khúc gỗ trôi, Ngài hỏi các vị tỳ kheo có thấy khúc gỗ trôi đó không, mà Thế Tôn có thấy. Nên các tỳ kheo khúc gỗ đó nó không thể trôi ra biển cả được do tám cái chướng ngại, nó bị bờ bên này tắc bên kia, nó bị chìm xuống nước, nó bị mắc cạn, bị loài người vớt lên, bị phi nhân vớt lên, bị nước xoáy giữ được lại, hay là nó bị mục nát từ ở bên trong rồi nó rã ra, nó bị mục rã. Có một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, mà Đức Thế Tôn bờ bên này là gì, bờ bên kia là gì, chìm xuống có nghĩa gì, bị mắc cạn có nghĩa gì, bị người vớt lên có nghĩa gì, bị phi dân vớt lên có nghĩa gì, bị nước xoáy giữ lại có nghĩa gì, bị mục rã có nghĩa gì. Đức Thế Tôn giải thích xong thì có người chăn bò tên gọi là Nanh Đát nghe cái bài pháp đó, Đức Thế Tôn giải thích vị đó hoan hỷ quá, mới bình với Đức Thế Tôn xin cho xuất gia. Đức Thế Tôn bảo hãy đi trả bò cho chủ hết đi rồi trở lại. Khi trở lại cho xuất gia, vị đó tinh tấn nỗ lực và chứng A-la-hán. Thì một cái bài kinh như vậy đó phải nghe được Đức Thế Tôn Ngài giải thích rõ ràng từ đầu cho đến cuối rồi tu hành mới đắc được đạo quả. Thì như vậy gọi là cái hạng quản diễn trí giả. Còn cái hạng nữa gọi là nê vô, tức là sơ diễn giả, là một vị tỳ kheo bằng cái niềm tin xuất gia. Sau khi xuất gia xong, theo cái luật của Đức Phật Ngài đã quy định, cái thân sự cho tu thọ đại giới như thế nào, rồi sau khi thọ đại giới xong, sống với vị thầy tế độ trong 5 năm, vị thầy tế độ dạy luật ghi, rồi sau 5 năm rời khỏi chỉ, vị tỳ kheo đó được thầy dạy cho cái đề mục tu tập, hay là được Đức Phật Ngài dạy cho đề mục tu tập, để dùng cái đề mục đó vào rừng
để mà hành đạo trong một thời gian. Nghĩa là lúc ban đầu giữ giới, rồi thu thúc lục phương, tiết độ ẩm thực, rồi sống tỉnh thức, rồi chế ngự năm thiền cái, đắc thiền định, rồi sau đó đắc đạo quả, nó thứ lớn như thế đó. Cho nên gọi là nay giác, tức là phải dẫn từ từ. Còn như đối với chúng ta ngày nay đó, thì chúng ta không nằm trong ba hạng đó, mà chúng ta gọi là cái hạng Buddha Parama. Chúng ta là người học Phật Pháp đó, là chúng ta học chỉ thuộc văn văn cú thôi, thế vì cái văn tự thôi, chúng ta học văn tự thôi. Cho nên một bài kệ Pháp Cú như thế này, cái trị giá của bài kệ Pháp Cú đó là phải chứng quả là hán. Mà chúng ta chỉ, nếu mà có dỗ lắm là chúng ta chỉ thuộc cái văn, chỉ thuộc bằng cái kệ Bali, còn hay hơn chút xíu nữa là chẳng những thuộc Bali mà thuộc nghĩa Việt, mà chúng ta còn hiểu được ý nghĩa của cái bài kệ nữa, tới đó là hết rồi thôi. Thôi thì dù sao đi nữa chúng ta cũng giao duyên, có cái tư duy như vậy đó, cái tư duy theo Pháp, thì chúng ta sẽ có cái thường cận y duyên để trong tương lai chúng ta cũng đắc đạo quả, nó nhanh chóng dễ dàng hơn những chúng sinh khác, thì chúng ta phải tự an ủi như thế đó thôi. Thì hôm nay chúng ta đã kết thúc cái phẩm pháp cú số 2 ở Appamatta Quốc Cá, Appamatta Quốc Vụ Đu Thị Dô. Những ngày tới là chúng ta bắt đầu muốn qua cái phẩm thứ ba, phẩm pháp cú thứ ba trên trong Quốc Vụ. Dần dần chúng ta học cũng nhanh thưa quý vị, chúng ta học nhanh. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, và bây giờ xin được cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Quan Hỷ điều hợp cho phần thảo luận của hai câu hóa cuốn này. Hôm nay có Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, các vị vào room để chia sẻ thêm phần thảo luận. Xin cùng thỉnh người thượng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân đến sư phụ Thị Siêu. Được biết thì kính bạch sư phụ thì Hòa Thượng Nhất Đẳng đã có việc phải ra ngoài bệnh viện sớm rồi. Cảm ơn thầy Thị đã báo nghe rõ. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Pháp Tăng, xin lỗi, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Thừa Thi, Đức Tề Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào những vị tu nữ cùng chư Phật tử. Và chắc có lẽ hai câu pháp cũ này sẽ chia nửa thời gian. Con sẽ đầu tiên con sẽ nói cho khoảng chừng 20 phút, và sau đó sẽ kính cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ nói 20 phút sau cùng, và cùng thỉnh Thượng Tọa kết thúc luôn luôn. Rồi giờ kính thỉnh sư phụ nghỉ sớm. Dạ. Chứ chúng con và Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ đảm trách được xuyên qua hai cái thời gian tiếp tới. Dạ. Dạ, kính sư phụ một đêm an giấc. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã nghe qua cái thời giảng của
sư phụ thì siêu. Thì kính bạch thượng tọa Pháp Tân, quyền sẽ đảm trách cái câu đầu. Và câu thứ hai nữa thì kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân, chúng tôi có nghe được không? Thì nếu tôi nghe được thì thượng tọa báo dùm. Thì cái quyền sẽ nói cái phần đầu của xung quanh cái câu câu thứ nhất ở trong cái con hai câu. Thì chúng ta sẽ nói hai câu. À thì à, chúng tôi sẽ một câu và một Phật. Dạ, cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Thì chúng tôi sẽ nói câu thứ nhất. Dạ. Và câu thứ hai nữa thì cũng thỉnh thượng tọa. Thì cũng nói thêm cái phần nói thêm những gì mà sư phụ đã nói một cách đầy đủ để cho nó cũng quý vị cũng hiểu là bây giờ thì tiếp nối thì trong thời gian của thượng giáo đẳng không có vì duyên sự đặc biệt ra đi. Ở trong tinh thần Phật pháp đó, nó có nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái sự diễn tiến mà chúng ta có thể lấy đó là một cái đề án, nhưng cũng dựa trên cái gì, cũng dựa trên một cái lý rất là căn bản, kính thưa quý vị, đó chính là vị ấy hiểu biết được cái sự sanh diệt, cái sự diễn tiến của các pháp. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì chẳng hạn như cái câu đầu này thì chúng ta thấy vị tỳ kheo này gặp một cái đám cháy và vị ấy đi lên cái đồi để ngồi ở đó và thấy nhìn thấy những cái lửa, ngọn lửa nó cháy lan, nó thiêu rụi. Thì vị ấy với cái suy nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng tệ quán để thiêu đốt phiền não như những ngọn lửa nó thiêu đốt. Thì Đức Phật Ngài hiểu biết được với cái thiên nhãn của chính Ngài và biết được với cái vị tỳ kheo này có một cái chánh tư, chánh tâm, đã suy tư, đã có một cái sự suy nghĩ như vậy. Và Ngài đi đến, Ngài nói lên một trạng thái không có phóng dật, không có dễ vui. Tán thán vị tỳ kheo ấy. Và sau đó vị tỳ kheo ấy chứng A-la-hán và lục thông. Và sau khi vị ấy bay lên và đáp xuống để mà tán thán Đức Phật. Và Đức Phật Ngài dạy: tỳ kheo vô chuyên cần thấy sợ hãi buông lung, tiến tới như lửa rừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Thì kính thưa quý vị, một vị tỳ kheo mà gọi là một con người tu tập thì vị này, như chúng ta thấy, vị ấy đã làm cái gì, đã chọn một cái phương án mà chúng ta thấy đặc biệt hơn, đó chính là cái gì, lấy cái đề mục lửa. Như vậy thì cái đề mục lửa này nó là đề mục của thiền chỉ, nhưng cái chỉ là một cái lửa rừng, lửa nó cháy lên đầu như vậy. Ở trong cuộc đời này chúng ta cũng có thể nhìn thấy tại sao mà chúng ta ví dụ một cơn gió thổi một án máy bay bèo hợp rồi tan rồi căng tròn rồi khuyết vân vân, tất cả chúng ta được nghe rất nhiều lần, nhưng quả đó là những cái như là một đề mục, như là một cái cảnh để diễn qua cho chúng ta thấy. Chứ sự thật ra trong cuộc đời này biết bao nhiêu những niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn, những cái được thua mất còn của tất cả chúng ta, đó chính là đề án của cái gì, của cái sự vô thường, của cái sự khổ não, của cái sự vô ngã mà nó diễn tiến trước mặt ta. Đó là thật đó quý vị. Khi chúng ta khởi tâm lên, đó chính là chúng ta đã suy niệm về thiền quán một cách cao cấp. Những lúc chúng ta được thua mất còn, phải nói Pháp Phật là một phương lương diệu dược vô cùng to lớn để có thể giúp cho ta bình tâm lại, giúp cho ta hiểu biết được. Bây giờ nếu như trường hợp mà quý vị biết, chúng ta thua cho tới tận cùng, chúng ta thất bại cho tới cuối cùng, nhưng nếu chúng ta biết cái hữu lý, biết cái lý mà chúng ta lần thì chúng ta cũng vẫn còn tồn tại. Chứ còn không thì từ cái sự chán nản, từ cái sự buồn bã và đưa đến tuyệt vọng, đưa đến cái chết, đưa đến quyên sinh. Mà ngày hôm nay có một số người không tìm được lối thoát của cuộc đời, thế là nghĩ tới cái chết để kết thúc mọi chuyện.
Và như thế thì là đau khổ lại càng đau khổ hơn. Nhưng ở đây, cái chuyện mà chúng ta có được thì cũng sẽ mất được. Cái chuyện gì nó sanh ra thì cái đó nó sẽ kết thúc và nó sẽ diệt. Có đóng có mở, có sanh có diệt. Đó là một tuần hoàn, đó là một cái quy luật của nhân quả, nó là như thế. Một người hiểu biết về cuộc đời, người ta nhìn một cái cuộc vui, đến giữa một cuộc vui, và khi cuộc vui nó tàn, nó khác hơn cái người mà đi tìm cái vui mà trốn cái khổ. Con người mà hiểu được cái vui đối diện cái khổ, biết được cái vui mà đối diện cái khổ, thì đây chính là một cái người biết khéo tu. Vui đi rồi cũng sẽ, rồi cũng sẽ kết thúc. Một trạng thái của gì? Của cảm thọ cuộc đời. Sự thật ra thì ở trong cuộc đời này là một chuỗi dài của cảm thọ đó quý vị, hay là một chuỗi dài của cảm xúc. Bởi vì xúc nó duyên cho thọ, mà xúc thọ có mặt thì chắc chắn rằng nếu vừa lòng khái thể khái lạc thì ái tham khởi lên, thì chính là ái. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, chính lục xúc liên duyên cho lục thọ này, nó duyên cho lục ái, duyên cho lục thủ. Và thế là cuộc đời chúng ta thấy chấp trong cái sự tồn tại, chấp trong cái sự sự vĩnh hằng của mình, nghĩ rằng phải được cái trạng thái này, phải được cái của cải này, phải được cái tâm tư tình cảm này, nó được như thế này, được như thế nọ. Nhưng tất cả là do tùy duyên, chứ không thể nói rằng chúng ta được hay mất. Thì ở đây nếu một người tu á, một người hiểu biết, có một kiến thức Phật pháp, có một chánh tri kiến á, thì cảm thọ dù cho là vui buồn, nhưng phải ấy biết được, biết đoán định, biết xử lý cái cảm thọ của mình. Vui đây rồi một chút xíu buồn, chúng ta phải giữ cái tâm bình thản, đừng có để vui, đừng có để buồn. Sự thật ra mà nói đến một số vị mà người ta có một căn duyên từ tiền thân, khi gặp những cái bối cảnh đó, bắt đầu người ta có một sự suy tư rất lớn. Rồi từ cái sự suy tư rất lớn đó, nếu như biết dựa vào cái lý của Phật pháp đó, thì chúng ta thành tựu, chúng ta buông bỏ. Chứ không phải có một số người như ngày hôm nay, người ta tu, người ta cũng thấy tĩnh lặng được tâm hồn, nó nhẹ nhàng, và người ta cho đó chính là người ta có như thành tựu, người ta giác ngộ, hay người ta thành tựu, hay người ta đã viên mãn được những cái mà cái lý. Nhưng sự thật ra cái điều này rất là nguy hiểm, hoàn toàn không có. Cho nên quý Phật tử hoặc là chuẩn bị hành giả, hoặc những người mà tu, không phải người ta tu thiền viện sẽ thành tựu, không phải người ta không vào thiền viện thì người ta không có thể tu được, không thể không tu được. Hay là người ta không có thể, hay là không là người Phật tử, mà người ta là một người Phật tử coi như là ngoan đạo, siêng năng, cần mẫn ở trong các cái thiện sự, thì như vậy mới tu được. Không phải như vậy, mà ở đây với một cái nhìn của thiền quán, cái nhìn của thiền quán tức là cái nhìn của cái sanh diệt, cái nhìn của cái sự vô thường, cái nhìn của cái sự khổ não, cái nhìn của sự vô ngã, sự sanh sự diệt của các pháp. Buổi sáng chúng ta nhìn ra, chúng ta nhìn thấy mặt trời hừng đông, chúng ta chịu khó chú ý mặt trời chút xíu đi, chúng ta cho là hừng đông đó, thì chúng ta thấy hừng đông đó, và nó đã di chuyển tích tắc một chút xíu là chúng ta thấy nó không còn hừng đông nữa, mà nó đã sáng thật sáng. Và cứ thế nó như cái đồng hồ vậy đó. Cái thời gian nó như cái đồng hồ đó. Khi mình chú ý vào thì mình thấy nó lâu, chứ sự thật ra nó vẫn, thời gian nó vẫn đi qua như vậy. Ở trong cuộc đời này, cái chuyện vui hay chuyện buồn gì rồi nó cũng sẽ đi qua. Bởi vì cảm thọ là vô thường. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta hăng say, khi chúng ta say men chiến thắng, hay chúng ta buồn bã, thất vọng, đau khổ,
nợ nần, mất mát tiền bạc, tâm tư tình cảm thì chúng ta tuyệt vọng, chúng ta nghĩ rằng không có thể thoát qua khỏi cái khổ nạn này. Nhưng quả thật cũng đi qua rồi quý vị. Hay người thân ly biệt người thân, chúng ta mất mát cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tắt đi, chúng ta đã dứt đi, không còn cái chỗ nương tựa, hay không còn còn một cái niềm vui, hay không còn một chỗ dựa, hay không còn người ấy nữa, thì chúng ta sẽ không sống được, chúng ta sẽ không tồn tại được. Nhưng rồi cũng qua. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là cảm thọ vui buồn, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu. Rồi nó quay trở về, nó phải bình trở lại. Nếu một người mà bị một cái bệnh nan y, tuyệt vọng tuyệt đối rồi, chúng ta nghĩ rằng là những người đó luôn luôn bị cảm giác đau à? Đúng, đau. Nhưng có một lúc nó tự nó sẽ cái gì? Cái cảm thọ xả nó xen vào. Hay có cảm thọ vui, cảm thọ hỷ nó xen vào. Có cảm thọ lạc nữa, để nó đẩy đi cái gì? Đẩy đi một cái cảm thọ u, cảm thọ khổ, đó cái sự thật. Cho nên một là nếu như đau quá, người ta rơi vào hôn mê, rơi vào bất tỉnh luôn, tức là chúng ta gọi là xỉu luôn à, thì đau quá ta xỉu luôn, thì đó cũng là một cái cảm giác nó thay đổi, nó đau quá chịu không nổi. Rồi lúc đó thì nó quân bình, nó vào một cái xã thì nó nhẹ nhàng, chứ còn mình đau lúc nào cũng đau đớn hết trơn, là nó đau nhiều, chứ không phải là cả ngày đau hết, không có chuyện đó, không có giờ. Nếu như tâm phàm phu cả ngày đều lạc, cả ngày đều đau hết, không phải vậy. Bởi vì người ta nói rằng người giàu cũng khóc, chắc chắn người giàu phải khóc, người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc, mà cái khóc của hai cái cảm giác đó nó khác nhau. Người giàu người ta không khóc vì vì cái tiền của tài sản, nhưng người ta khóc vì vì cái sự mất mát khổ đau của tinh thần, chắc chắn phải có, chắc chắn phải có, nó là như thế. Mà khi mà một người mà tỉnh thức, khi một người hiểu biết được, thì tất cả mọi chuyện xem như nó không có gì gọi là mệt mỏi. Cũng như khi chúng ta đêm chúng ta thức, cái chúng ta lo lắng trằn trọc ba cái chuyện công ăn việc làm, nợ nần vợ chồng con cái, tâm tư tình cảm gì, nếu như chúng ta suy nghĩ như vậy, mà chúng ta hãy suy nghĩ rằng tất cả đều là do duyên, đều là do nghiệp quả, và cái duyên nó được thua mất còn gì, do cái duyên nó còn là còn, mà nó mất là mất, và nó được là được, nó mất là mất, cái gì cũng vậy. Chúng ta hay bị một cái tức là chúng ta luôn luôn muốn là chúng ta nắm được một cái biểu số an toàn, một cái luôn luôn muốn cầm nắm một cái gì đó chắc chắn để tự tâm của mình là cảm thấy nó ăn ngon ngủ yên. Nhưng sự thật ra nếu chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta không bao giờ được. Mà nếu như chúng ta hiểu biết về Phật pháp đó thì nó hay, hiểu biết về nhân quả, nếu như có phước thì nó sẽ hiện hữu, nó sẽ còn tồn tại. Nếu như hết phước thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị mất, hay chúng ta không thành tựu được, chúng ta không đạt được. Nhờ cái sự hiểu biết về nhân quả, nhờ sự hiểu biết về cái sự suy quán, như vị tỳ kheo này nhìn thấy cái lửa rừng nó đang ra cháy, nó cháy lan như vậy, nếu như mình dùng cái tệ quán là một cái ngọn lửa để thiêu đốt phiền não, đó cũng chính là một cái chuyện khéo léo qua. Cũng vậy, chúng ta phải sự suy quán tất cả trong cuộc đời này là nhân quả, nhân duyên hết, được thua mất còn, thành bại đều là nhân quả sanh diệt hết. Rồi sự thật một cách nữa là chính chúng ta mong cầu mong ước quá nhiều, chứ sự thật ra lẽ ra chúng ta phải có một cái sự nhẹ nhàng hơn, lẽ ra chúng ta phải có một cái sự giảm chế hơn, nhưng vì cái lòng tham của con người cứ chất đầy mà nó không bao giờ dừng lại. Khi chúng ta hiểu, khi chúng ta biết được, thì kính thưa quý vị, đây chính là một cái sự tu tập nó hết sức là an lành. Nhiều khi á, nhiều việc quá, mình nghĩ thôi kệ, cứ làm đi, cứ từ từ,
cứ làm từng việc đi, chứ nhiều việc quá rồi sao mà biết làm cái nào trước cái nào sau đây. Thì chúng tôi nói cái việc nào trước mắt. Thì cứ chu toàn việc đó, nó cũng tốt hơn. Thì cũng vậy, Pháp Phật thì dạy, thí dụ bây giờ dạy chúng ta tu, được lấy cái đề mục thân quán được, hay hoặc là chúng ta ngồi ở nơi nào đó nó thuận tiện, nhưng chúng ta không thể có cái đề mục của thân quán. Chúng ta có thể có đề mục của thọ quán, của tâm quán và của pháp quán. Những gì chúng tôi nói đó chính là, hay hoặc là vị tỳ kheo này có sự xứ quán như vậy, đó chính là đề mục của pháp quán niệm xứ đó chứ. Quán về cái sự vô thường, khổ não vô ngã, hay về cái sự khổ đau của sắc và tưởng hành và thức quẩn này, hay quán về cái khổ. Hay có những vị tỳ kheo khi trong cái khi mà giờ phút mà bị có con cọp nó cắn á, bị ấy quán về cái khổ đau của thân xác này, quán khổ đó quý vị, vậy cũng chứng chứng đắc thánh quả. Đây chính là một cách tu mà chúng ta phải biết chuyển hóa, chính là một sự mà chúng tôi thường nói cái từ thực nghiệm đó, tức là mình dùng cái pháp quán đó, mà đó chính là một cái cho chính chúng ta tu tập, để chúng ta tôi luyện, rồi chúng ta sẽ rất là mạnh mẽ ở trong cuộc đời này. Bởi vì cái việc gì cũng vậy, cái gọi là đắc khaná mà, tức là của anicca, của dukkha, của anatta, của vô thường, của khổ não, của vô ngã, là luôn luôn xảy ra đối với chính ta, tại ta không đối diện nó, nhìn thấy nó, chứ nó đã xuất hiện trước mắt mình và một cách liên tục bằng một cái hình thái của nhân sinh, của vũ trụ này, của tất cả vạn vật, nó đều là một hình thái của chúng ta có thể nhìn cái đó để mà chúng ta tu. Dạ. Cho nên nhiều khi ta nói tu như mặt đất hay tu như mặt nước, rồi tu như coi như là thấy cái lửa mà để chúng ta biết và chúng ta tu, rồi thấy cái nóng cái lạnh, vân vân, cái đói cái khác, thì tất cả mọi thứ đều là hình thái, đều là một cái lý tu mà chúng ta biết chuyển hóa nó, mà chúng ta biết sắp xếp, mà chúng ta biết chọn lựa, đó chính là một con người có một cái ý niệm tu tập tốt đẹp. Nó như là một cái quyền phép mà chúng ta phải công phu luyện tập, đến khi chúng ta vận hành nó thì nó rất là dễ dàng. Cho nên trong cuộc sống tu, chúng ta đừng thiết lập quá nhiều cái hình thái phải tu như thế này, phải tu như thế kia, mà chúng ta phải luôn luôn biết rằng rồi tất cả ở trên cuộc đời này phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Rồi trong cuộc đời này chỉ là gặp gỡ nhau, là nhân quả, nhân duyên gặp ở kiếp này thôi, ở quán trò cuộc đời này, rồi mỗi người ra đi với cái nghiệp riêng. Gặp nhau ở đây là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị gì đã cả giai ở trong cuộc đời này, nhưng đó chỉ là một cái nhân duyên hội tụ, một cái nhân duyên, chứ rồi tương lai gặp lại và có thể sẽ không gặp, sẽ khó bao giờ gặp lại, vân vân, đều là do nhân quả, đều là do một cái sự kết hợp từ tiền thân mà hôm nay chúng ta có mặt nơi đây, cũng như cái nhân duyên hôm nay giờ này sẽ không có hòa thượng Tề Siêu, không có hòa thượng Giác Đẳng, mà có chúng tôi với Thượng Tọa Pháp Tân, cũng chính là cái nhân duyên của chúng tôi với Thượng Tọa Pháp Tân đảm trách ngay lúc này, và quý vị nghe ngay lúc này giữa tôi và Thượng Tọa Pháp Tân là như vậy. Thì chúng tôi xin có đôi điều để gọi là xuyên qua cái câu pháp cú này, câu pháp cú đầu này mà chúng tôi giảng, và xin kết thúc cái câu cái một cái pháp thoại tiếp tục của hòa thượng Tỳ Siêu, và tiếp theo mời kính thỉnh cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân tiếp tục chương trình, và kính ngài kết thúc rum luôn. Dạ, Nam Mô Phật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ân Đức Phật Pháp Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tâm Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Để tiếp theo lời của Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng như là cái bài học hôm nay nè. Cái bài học hôm nay chúng ta học hai câu pháp cú số 31 và 32 ở trong phẩm phóng vật, không phóng vật. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái câu gọi là vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Có một điều đó là đời sống tu hành của tất cả chúng ta đó, cái điều mà gọi là không dễ vui đó rất là quan trọng. Chữ appamado tức là không dễ vui, appamado, sự không dễ vui ở đây đó thì chúng ta cũng biết đó là có cái nghĩa là mình không có, mình quên, đừng có quên cái phận sự của mình. Và cái việc làm chuyên biệt của một cái đời sống tu hành không phóng dật, tức là mình biết cái phận sự của mình là một cái người tu, một người mà gọi là trau dồi cái tâm của mình ở trong mọi cái hoàn cảnh. Cũng đời một sự việc xảy ra đó, nhưng mà cái người mà có dễ vui hay hoặc là cái người không có khéo tác ý đấy, tức là ayoniso manasikara, tức là không khéo tác ý, mình nhìn cái sự vật thì phiền não nó sanh khởi lên do không khéo tác ý. Đặc biệt là khi một người mà nói rằng là sống mà mình dễ vui đó, thì rõ ràng là quên cái phận sự của mình, cái phận sự của mình. Khi mà quên phận sự thì nhiều khi sống bị tâm bị phóng dật, chao động theo trần cảnh, chao động theo trần cảnh. Thế từ đó đó là phiền não cũng từ đó mà sanh lên. Chúng ta biết rằng ở trong mỗi chúng ta, mỗi người phàm phu đó, thì rõ ràng là có lửa tham, lửa sân, lửa si. Những cái lửa đó được xem như là phiền não. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh đó, mà không khéo tác ý đó, không có tu tập đó, thì phiền não nó sẽ từ đó nó sanh khởi lên. Thí dụ như chúng ta gặp một cái cảnh nào đó qua mắt thấy tai nghe thì tham nó sanh khởi lên, hoặc là do mà mắt thấy tai nghe sự xúc chạm của mình mà sân tâm sanh khởi lên. Cho nên nó phiền não cũng từ giờ đó. Thì sáu căn thì sẽ là tiếp xúc với sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Tiếp xúc với các cái trần cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cho nên nó phiền não từ đó nó sanh lên. Nhưng mà một người ở đây đó là sống không phóng dật, một vị tỷ kheo sống không phóng dật và vui thích trong cái việc sống không phóng dật. Người ta có thể có một điều đó là tâm mình mà không có thu thúc đó, không có kiềm chế đó, thì nó bị chạy theo trần cảnh, chạy theo trần cảnh. Rồi chúng ta biết rằng đối với các dục đó, thì khi mà tâm chạy theo các dục, theo các cái trần cảnh thì nó như là một sự nóng đốt, nó như là một sự thiêu đốt.
Nhưng mà một người mà khi mà tâm mà có điều phục được, mình vui thích trong cái sự điều phục, vui thích trong cái sự không có phóng dật, vui thích không có sự phóng, tâm không có phóng dật, thì lúc đó đó cái niềm vui của cái người đó, đó, cái vị hành giả đó, đó, thì phải nói là cái niềm vui đó là niềm vui hỷ lạc ở từ nội tâm, chứ không phải từ ở bên ngoài, không phải do mắt thấy, không phải do tai nghe, không phải do mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm mà người ta thấy đó là khả ái, khả lạc, khả hỷ, vân vân. Rồi từ đó phiền não sanh khởi lên. Nhưng mà một người mà không có phóng dật thì lúc bấy giờ cái tâm của vị hành giả, vị đó chuyên tâm vào trong một cái đề mục mà mình đang gắn tâm. Chúng ta thấy một điều đó là, mình để ý một điều đó là trong một ngày đó, 24 tiếng đồng hồ đó, thì nếu chúng ta không có cái sự thu thúc đối với các căn của mình, không có cái sự vui thích trong cái sự không phóng dật đó, thì rõ ràng là chúng ta bị chi phối bởi tham sân si rất là nhiều. Tham sân si rất là nhiều. Như vậy thì ở đây đó, cái nhiệm vụ của cái người tu, giống như mình nói là sự không phóng dật, sự không dễ vui, tức là mình không có quên cái phận sự của mình, là chuyên tâm việc theo dõi cái tâm của mình, để tâm cái, để cái tâm mình vào ở trong cái đề mục, đặc biệt là thiền chỉ hoặc là thiền quán. Mình định tâm nó cũng là tốt, trụ tâm trên một đề mục cũng là tốt. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong cái sự khao khát của tham, trong cái sự khao khát của sân, thì rõ ràng là tâm nó luôn luôn trong một trạng thái cháy bỏng, trong một trạng thái khao khát, trong một cái trạng thái nóng đốt, từ ở cái lửa tham, từ cái lửa sân. Nhưng mà một người có cái sự thu thúc đó, thì mình thấy rằng chính cái tâm của mình có cái sự thu thúc như vậy đó, thì mình sẽ có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Mà mình phải vui thích với những điều đó. Cũng có một cái câu pháp cú khác đó, Phật có dạy rằng vị tỷ kheo mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Tức là mình thích, mình mến, mình quan hỷ ở trong cái việc tịnh lạc đó, trong cái việc tịnh lạc. Bởi vì như chúng ta biết rằng là nhiều khi với một cái tâm bình thường thì chúng ta dễ bị chi phối bởi các dục, bị các dục, bởi dục cho nên là phiền não nó sanh khởi lên. Nhưng mà một người có cái sự thu thúc đó thì họ nhìn được, biết được cái tâm của cái, họ, cái vị hành giả biết được cái tâm của mình, gắn cái tâm của mình vào ở trong đề mục hay là đời sống có chánh niệm, tức là mình biết mình đang theo dõi cái đề mục gì, hay hoặc là mình chánh niệm tỉnh giác, mình ghi nhận biết rõ cái tâm của mình đang theo dõi cái đề mục nào đó. Và chính cái đó đó là một cái sự bám sát. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là khi mà mình ngồi thiền á, quý vị thấy rằng mình ngồi thiền đó, thì cái tâm của mình nó bị chao động, phóng dật. Không ngồi thôi, nếu mà chúng ta không giữ tâm vào trong đề mục, không theo dõi, không có chánh niệm, thì rõ ràng là chúng ta không thấy cái tâm của chúng ta nó chao động như thế nào đâu. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái tâm mình vào trong một cái đề mục rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự lăng tăng, cái sự chao đảo của tự nội tâm phát xuất từ ở cái sự phóng dật đó, chúng ta mới thấy nó nhiều. Giống như là bây giờ mình ngồi thiền đây, bình thường mình sinh hoạt, mình làm việc vậy này, ít có khi nào mà mình để tâm gì những cái cảnh vật ở bên ngoài ha. Mình ít có để tâm thôi. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình nó, mình gom tâm vào trong một cái đề mục, thì chưa có gom tâm vào trong một đề mục đó,
thì cái tâm của mình nào là cảnh sắc, nào là cảnh thinh, nào là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó tràn lại làm cho mình không thể nào mà mình ghi nhận được. Nhưng chính vì cái chuyện mà cái việc mà mình không ghi nhận, mình không biết rõ được, không định tâm được đó, thì cái tâm của mình nó tán loạn, nó tán loạn. Do vậy thì cái người mà vui thích ở trong cái đời sống, trong các cái tiêu chí gọi là chánh pháp đó, ở trong kinh Tăng Chi có nêu đó là tự mình đặt lại mình hỏi lại mình coi mình có thích cái đời sống độc cư hay không. Độc cư ở đây không có hiểu thôi hoàn toàn trong cái nghĩa đen là chúng ta ở nơi thanh vắng, mà độc cư ở đây cũng có nghĩa là nó còn có một cái nghĩa nữa là tâm mình thích cái chỗ vắng lặng hay không, hay là mình cứ rong ruổi phóng dật, rong ruổi theo các cái trần cảnh như vậy, thì cái sự khao khát đó nó trong một cái trạng thái lo sợ, trong một trạng thái chao đảo, trong một trạng thái âu lo rất là nhiều, từ ở cái tâm hướng về các cái trần cảnh, tâm phóng dật. Cho nên chính vì cái người mà một vị hành giả mà vui thích ở trong cái việc mà phóng dật đó, thì vị tỷ kheo, bởi vì mình thấy rằng chính cái sự phóng dật á nó tà hại rất là nhiều, nó gây ra cái mối nguy hại rất là nhiều. Bởi vì sao? Khi mà tâm phóng dật, mình hướng đến dục tham, hướng đến sân hận, hướng đến si mê, hướng đến tà kiến, hướng đến ngã mạn rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên là cái tâm mà một vị tỳ kheo sợ cái sự phóng dật, do cái sự phóng dật đó mà mình phải khổ đau ở hiện tại, do cái sự phóng dật đó đó mà mình phải khổ đau trong luân hồi, trong luân hồi. Cho nên là các bậc thánh thì các ngài có cái sự tịnh lạc của các ngài. Khi mà các ngài có sự tịnh lạc thì dù gì đi nữa, có thay đổi gì đi nữa, thì tâm các ngài cũng vẫn vững vàng trong mọi cái hoàn cảnh. Nhưng mà với một cái tâm phàm phu thì dễ bị thay đổi. Mình với cái đời sống tu tập đó, thì mình hoan hỷ ở trong cái thiện pháp, đặc biệt là thiện pháp mà gọi là cái pháp mà gọi là không phóng dật. Mình phải thích thú ở trong cái sự không phóng dật. Chúng ta lưng chừng nửa chừng của cái này, nửa chừng cái kia đó, thì tâm của mình không thể nào an tịnh được. Có lúc thì mình muốn gom tâm vào ở trong một đề mục, có khi thì mình lại muốn phan duyên theo trần cảnh. Giữa hai cái đó, giữa cái phóng dật và một cái là an tĩnh nội tâm, chúng ta giữa phân vân hai cái đó. Và chúng ta cũng không có thể nào có cái nhiệt huyết mà làm một cách rốt ráo, cho nên chúng ta cũng khó đi đến một cái sự rốt ráo, đó là tâm tịnh lạc được, tâm tịnh lạc được. Cho nên cái nguy hại nhất ấy, là cái người phóng dật mà vẫn vui thích trong cái sự phóng dật thì rõ ràng là gây đến cái đời sống thối đỏ rất là nhiều. Chúng ta không nói cái thời gian để đo, để xem như là thước đo của đời sống tu hành của mình, mà ở đây cái thước đo đó tức là cái đời sống đạo hạnh của mình, từ cái giới định tuệ mình có hay không, chứ không nói là thời gian. Khi mà có giới, có định, có tuệ tốt thì cái việc tu hành của mình nó có sự tiến bộ, có cái sự tiến bộ. Còn khi mà mình không có kiềm chế, không có thu thúc đối với thân khẩu ý của mình, trong đó có cái tâm của mình á, thì cái tâm của mình nó phóng dật rất là nhiều. Và do phóng dật như vậy, cái đời sống của mình tu nhưng mà nó có thể dẫn đến cái thối đọa. Mình nghĩ rằng cái sự thối đọa đó đó nó không là gì, nhưng mà lâu ngày chày tháng đó, thì nó sẽ trở thành cái mối nguy hại rất là lớn đối với một người tu hành. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái sự tịnh tâm
dù là mình đặt tâm mình vào ở trong một cái đề mục, đặc biệt là mình vui thích trong cái sự không phóng dật, mà mình thấy sợ hãi ở trong cái sự phóng dật, bởi vì do cái phóng dật này nó tàn hại rất là nhiều, gây cho mình bất an trong đời sống này, bất an trong đời sống này. Khi mà mình phóng dật thì nhiều cái để mà mình lo âu lắm, mình lo âu lắm, bởi vì theo các dục quay cuồng, theo các dục quay cuồng mà cái tâm của mình này. Nhưng mà khi mà mình thấy cái sự sợ hãi của cái sự phóng dật đó, thì rõ ràng là mình có cái sự kiểm thúc, mình phải thấy sợ hãi như vậy, cho nên là mình lo, mình kiểm thúc tâm mình, giữ tâm mình, giữ tâm mình ở trong một cái đề mục với cái sự trụ tâm trên đề mục, hay là giữ cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm, tức là sự ghi nhận biết rõ sự sanh diệt của thân và tâm này. Để chi? Để là mình thấy rõ rằng ngũ uẩn trong sắc thọ tưởng hành thức nó vốn là không có cái gì bền vững. Chúng ta thường có một cái ngã chấp, và do cái ngã chấp, do cái tham ái cho nên dẫn đến cái ngã chấp. Cái ngã chấp ở đây đó là tham ái với tự thân của mình, tham ái với cái ngũ uẩn của mình, là tham ái đó, cho nên nó dẫn đến cái ngã chấp. Mà chúng ta thường nói đó là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư, tôi buồn, tôi vui. Cái tôi đó, đó nó gắn liền ở trong cái quan niệm suy nghĩ của chính mình, mà nó gắn liền với trong với sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn này. Cho nên là với một cái người mà có chánh niệm thì thấy rõ rằng cái sự sanh diệt của danh và sắc này, hay là ngũ uẩn này đó, nó vốn là sự thay đổi. Thấy được sự thay đổi, sự vô thường, sự bức bách của sự khổ, và cái tính rỗng không, tức là không có cái tự ngã ở trong đó, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là đoạn, mới 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 diệt trừ được cái ngã chấp, diệt trừ được cái tham ái, như là các bậc thánh, như là các bậc thánh. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng là cái việc mà một người không có bị phóng dật, và mình phải vui thích trong cái sự không phóng dật, chứ không phải là mình vui thích trong sự phóng dật. Bởi vì mình vui thích trong phóng dật là tâm của mình là bị rong ruổi ở trong các cái trần cảnh. Nhưng mà một người mà vui thích trong sự không phóng dật đó, bởi vì họ thấy được cái sự nguy hại khi mà cái tâm phóng dật nó khởi lên, thì phiền não từ đó nó khởi lên, làm cho mình lo toan, khổ sầu, buồn lỵ, nó đủ thứ chuyện trên đời. Trong cái tính chất nó là sự khao khát của tham ái, khao khát của tham ái, đốt nóng của sân hận, khao khát của tham ái và đốt nóng của sân hận ấy. Cho nên là mình thấy cái mối nguy hại đó, và vì vậy cho nên là cái người mà không sợ hãi đó, thì cái người đó mới thực sự là ngăn chặn đi cái sự thối đọa trong đời sống. Và cái người mà sợ hãi cái sự phóng dật đó, thì cái người đó mới thấy rằng cái đời sống tu hành của mình có thể dễ dàng đi đến cái sự an lạc, đặc biệt là chứng đắc về niết bàn. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái câu pháp cú số 32 theo thứ tự, và số 12 ở trong phẩm không phóng dật này, mà khi nãy Hòa Thượng Tệ Xu đã giảng, chúng tôi cùng Thượng Tọa Tệ Quyền chia sẻ tiếp với cái thời gian. Thượng Tọa Tệ Quyền đã nói về cái câu đầu, chúng tôi nói câu kế tiếp là câu số 32 đấy. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, cũng đã thấy hết giờ rồi. Bây giờ đó thì mời vị MC và lên có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân Chư Tôn Đức. Một lần nữa chúng tôi xin đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong room, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng
chứng tỏ tại vì đã điềm khuyết và đúc kết bài học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngày hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính thánh lễ tri ân với Ngài. Dạ, con tri ân đại đức Thầy Tri cho con biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Quang Nguyệt. Sa thú lành thai, con tu nữ như pháp,